Hôm nay anh Trọng đi lấy trái cây mà anh Trọng đi dậy trễ quá trời. Bây giờ là 9 rưỡi rồi. Chợ bắt đầu nó vắng, nó đóng cửa hết rồi. Còn gì đâu mà lấy. Người ta đi lấy trái cây là 4-5 giờ sáng. Còn này là anh Trọng đi cả nhà nhìn nè. Bây giờ cũng là 9 rưỡi rồi đó. Giờ mới bắt đầu đi lấy. Không biết có gì để mua không. Trông con. Anh Trọng ơi, hôm nay anh định mua trái cây gì bạn? Chanh chôm, chanh này với chanh chanh nhẹ. Ngon quá nha. Anh ơi, em nói nghe nè, thường người ta đi chợ là 4-5 giờ sáng mà hôm nay anh đi trễ quá à, 9 rưỡi rồi. Đó, mình mua nó ngại hơn. Lỡ gì? Dạ, còn ngon mà. Không. Nhưng mà mình đi trễ quá, mình không có lựa chọn được nhiều sạp. Có nó không có lấy. Tại vì tia mình lấy cao rất là cao. Rồi nhưng mà mình đi chế quá rồi, bây giờ hàng không còn, không còn hàng ngon bây giờ đa số này. Chạy nhà thấy không? Đóng hết cửa rồi. Các sạp nó nghỉ hết rồi. Chỉ còn vài sạp thôi à. Mình mua là mình mua đại luôn. Vậy là mình lấy thêm thùng mận nữa hả anh? Dạ, thấy ngon quá. Bán hàng thì mình đi chế quá trời. Nó thì anh nói là đi chế thì đồ nó rẻ hơn. Mà em thấy là đi chế thì mình sẽ không lựa chọn được nhiều. Cái hàng nó không còn tươi nữa. Tươi ngon là người ta mua lựa chọn hết rồi. Hôm nay anh sẽ lấy là mặn, cái chôm chôm, chắc sẽ lấy thêm măng cục nữa. Đây là anh caramel của anh Trọng này cả nhà đó. Trọng đi quay sẽ có caramel đi cùng. Đây là caramel. Dạ hello mọi người. Này lấy trái cây có mặn thay đổi không muốn. Trời xanh, có mận, có đào. Ừ. Có gì nữa? Tóc này ngon nha. Tóc này ngon. Ngon quá ha. Cô lấy về con bao này luôn đi. Cóc hả? Rình luôn. Cóc hả? Dạ, cóc luôn. Trời mỏn luôn. Cô 13 ngàn, lỗ lắm đó nha. Cô 7 ngàn nhớ, nó lỗ mà.
ồn không? Anh lấy bao nhiêu ký chôm chôm hả anh? Này nãy bọc tờ chôm chôm này bao nhiêu ký cô? Là hai bọc là 50 hả cô? Cóc thì bao nhiêu? Dạ, một bọc là 25, hai bọc 50 ký, còn cóc thì bao nhiêu một? Dạ. 20 ký là 40 ký, 40 ký với 50 ký là 90 ký rồi. Cóc to ngon. Lấy hai bao cóc luôn. Vậy là 40 ký cóc đó. Vậy là 101 rồi, 101 ký. Cô ơi, cho con hỏi cóc này xuất xứ từ đâu mà nó to vậy cô? Dạ, to quá ha cô ha. To ghê luôn. Cái này đủ chưa hay là anh Trọng muốn đi lấy thêm món nữa không? Lấy thêm gì nữa hả? Hôm nay có món mới đó là cóc với mận nữa. Cái này ngon cục quá mát. 1 ký 38 góc luôn. Hồi bữa bán rẻ. Anh Trọng ơi, cái cốc này mình mua về thì mình phải dầm làm muối ấy, anh Trọng. Có muối vừa ổng cô mình lấy cho đó. Muối đấy, mua tôm mình bán mà không có lời đâu. Muối tôm nó mắc lắm. Mình lấy cái mua ớt với mua muối về mình giá ra. Chứ mình cho muối tôm chịu sao nổi. Muối tôm của mình lại xịn mà. Thùng này bao nhiêu ký hả cô ơi? 6-7 ký là hai thùng hàng ba mấy ký ha. Té này to quá ha cô ha. Rất là to luôn.
Dạ. Một ký chắc được 3-4 trái là cùng mà, thấy nó to quá. Dạ. Xe này giống xe tải quá. Có hầm nữa. Có cái gì à? Xe này quá êm. Xe này mà không đặt xe nữa. Vậy là xong hả anh Trọng, đi về hả? Kết thúc dạ. Anh Trọng dạ, con xin chào tất cả các cô chú bác đang xem kênh. Con đang về. Vậy là mình về luôn hả anh Trọng? Và là lấy tổng cộng tất cả là gần 150 kg đó. Hôm nay bán được 4-5 món trái cây luôn đấy cả nhà. Chôm chôm này,